Hello mọi người, cái video ngày hôm nay thì Dung muốn tâm sự với mọi người một chút xíu về cái vấn đề cân nặng khi ăn thô, bởi vì Dung thấy rằng là mọi người khá là quan tâm và mọi người cũng rất là lo lắng về vấn đề là khi mà ăn thô thì bị sụt cân rất là nhanh. Đối với những bạn mà có cân nặng hơi dư một chút xíu, ví dụ như là mấy bạn bị thừa cân một chút xíu thì sẽ thấy không có lo lắng nhiều, bởi vì cái mong ước của họ là họ muốn giảm cân. Nhưng mà đối với những người mà có cái thể trạng giống như Dung, hơi gầy gầy như thế này thì sẽ khá là lo lắng. Và đặc biệt có những bạn Dung biết là còn gầy hơn Dung rất là nhiều, thì không biết rằng là ăn thô thì nó sẽ tụt cân như thế nào, và như vậy thì sẽ trong mình sẽ rất là có một cái ngoại hình gầy gò như vậy thì sẽ gây phản cảm cho người đối diện, kể cả rằng là bạn nói với mọi người rằng là bạn trông khỏe mạnh nhưng mà người ta hoàn toàn không có tin. Thì Dung nghĩ rằng là cái vấn đề đấy thì đối với những bạn mà có mối quan hệ nhiều này, đặc biệt là có giao tiếp với ở bên ngoài khá là nhiều, thì mọi người khá là lo lắng. Còn với những bạn mà ít có những cái công việc, những cái tính chất công việc mà ít có những cái mối quan hệ xã giao nhiều, hoặc là có thể làm việc online thì khá là dễ dàng rồi. Vậy thì Dung chỉ muốn tâm sự và chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề cân nặng và mọi người phải làm thế nào để làm sao mà Dung vượt qua được nó và không cảm thấy lo lắng về cái vấn đề số ký của mình nhiều khi mà mình ăn thô. Thì như những bạn mà chưa biết thì Dung đã ăn chay trường được gần 2 năm, và mới ăn thô được gần 2 tháng nay thôi. Và thực ra thì trong cái quá trình ăn chay trường thì hồi đó thì Dung hoàn toàn không có biết rằng là mình lúc đó đã có ăn thô, nhưng mà mình hoàn toàn không có biết. Thì đến khi mà chuyển sang chế độ ăn thô và có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về ăn thô thì Dung mới biết rằng thì ra là Dung đã hầu như trong cái suốt 2 năm mà ăn chay trường ấy thì Dung hầu như đã ăn thô thỉnh thoảng là 50% hoặc là 70% rồi. Bởi vì trong cái quá trình ăn uống ăn chay của mình trong suốt một khoảng thời gian dài như thế thì Dung cũng lựa chọn là cái việc hạn chế nấu nướng, ngoại trừ ví dụ như nấm hoặc là gì đó thì mình phải sơ chế, mình phải nấu sơ qua thôi. Còn ngoài ra thì rau củ, Dung trái cây thì Dung ăn cũng rất là nhiều, và rau củ thì Dung cố gắng là hấp hoặc là luộc, hoặc là nấu canh thì mình cũng nấu nước vừa sôi lên, mình bỏ rau vào, mình bắt bếp xuống và mình nêm nếm một chút gia vị gì đó thôi. Đó, cho nên rằng là hồi đấy thì Dung cũng hoàn toàn không có hề biết rằng là mình lúc đấy trong suốt 2 năm vừa qua thì hầu như mình đã ăn thô gần như là cũng 50-70% rồi. Và cho nên đến khi bây giờ ăn thô gần 100% thì Dung cũng không có thấy rằng là mình khá là lo lắng gì cả. Đó, cho nên cái vấn đề cân nặng thì thực ra cái lúc mà ăn chay ấy thì Dung cân nặng của Dung ở cái mức ổn định, nghĩa là Dung thấy nó vừa đủ và cũng có đầy đặn một chút xíu, chứ không có đến mức là quá là gầy. Và sau gần 2 tháng ăn thô thì hiện tại bây giờ thì Dung đã giảm được gần 4 kg. Nhưng mà Dung thấy có một điều rất là lạ rằng là từ trước giờ Dung chưa có bao giờ mà ở cái cân nặng mà thấp như bây giờ. Và hầu như là trong gần 2 tháng nay thì Dung hầu như cắt, Dung không có ăn cơm nhiều, không có ăn tinh bột nhiều, thỉnh thoảng lâu lâu thèm thì Dung sẽ ăn khoai lang hoặc là các cái loại khoai củ gì đó. Mình cũng ăn khá là ít, chỉ ăn một buổi trong ngày thôi, và những cái thời gian còn lại thì Dung hầu như là ăn rau củ và trái cây tươi sống hết. Đó, cho nên khi mà sụt 4 cân như vậy ấy, thì Dung cảm thấy rằng là mình có một điều rất là lạ rằng là mình không hề thấy mệt. Mình thấy rằng là mình gầy đấy, và mình thấy rằng là bắt đầu là cơ thể nó sụt cân ấy, thì mình thấy là mình Dung thì hoàn toàn là Dung không có thích cái cân nặng của mình ở cái mức thấp đâu, và Dung cũng không có bao giờ sợ mập cả. Dung cũng thích có một cái cơ thể miễn là nó khỏe mạnh và nó đầy đặn một chút xíu thì Dung vẫn thích hơn. Và vì là Dung tập luyện cũng rất là nhiều cho nên rằng là Dung siêng vận động chứ không phải là tập luyện nhiều mà xuyên vận động, cho nên Dung cũng không có lo ngại gì về cái vấn đề là sợ mình tăng cân cả. Cho nên trong cái quá trình mà ăn thô thì khi mà sụt 4 cân như vậy thì Dung
cũng vẫn hiểu rằng là mình chắc chắn phải sụt cân, và Dung cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi nên Dung cũng không có lo lắng nhiều. Và Dung biết rằng khi mà vượt qua giai đoạn này, thì khi mà qua cái giai đoạn của mọi chữa lành ấy, thì bắt đầu mình cơ thể mình ổn định dần dần, thì Dung nghĩ rằng là Dung sẽ tăng cân lại thôi. Và mình bắt đầu, nghĩa là mình cũng đang trên cái quá trình tìm hiểu lắng nghe cái cơ thể của mình, nên là Dung và cơ thể của mình giống như là hai người bạn tốt vậy đó. Nên là khi mà thấy đói có nhu cầu thì mình ăn, no rồi thì thôi, và ăn vào cái gì mà mình thấy cơ thể của mình, cái dạ dày của mình nó êm, nó không có biểu tình, nó không có nói gì cả thì là mình không có vấn đề gì. Còn khi mà mình thấy nó hơi chột dạ, hơi khó chịu, hoặc là bị táo bón hay bị cái vấn đề gì thì Dung sẽ thay đổi và Dung sẽ ngưng, không có dùng nó nữa đó. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta lắng nghe cơ thể của mình và cái sự khỏe mạnh ở bên trong là một cái điều khá là quan trọng hơn cái vẻ bề ngoài. Nhưng mà Dung biết rằng là mọi người không có quen nhìn những người gầy gò thì thường là người ta sẽ nghĩ rằng là thiếu ăn, thiếu đói, đói ăn, hoặc là căng thẳng stress, hoặc là bị một cái vấn đề gì vì gì đó về sức khỏe. Thì đúng là như vậy, bởi vì Dung nghĩ rằng là hầu hết mọi người khi mà lựa chọn cái chế độ ăn thô thì Dung thấy là hầu như là 90 mấy% là hầu như tất cả chúng ta đều có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe của mình thì mình mới chọn là ăn thô. Một là thừa cân, hai là bị đau dạ dày, đại tràng, hay thậm chí có những cái bệnh nặng hơn, hoặc là bị rối loạn lưỡng cực, hay là bị trầm cảm, vân vân, rất là nhiều các chứng bệnh, hoặc là viêm da cơ địa, táo bón đấy, thì mọi người mới tìm đến chế độ ăn thô, chứ không phải tự nhiên mà mọi người thích. Có những người sinh ra thì có thể là bản năng là thích ăn trái cây từ lúc nhỏ, thì nó cái trường hợp đó cũng rất là hiếm. Còn hầu như thì để ăn thô mà cắt hết tất cả những rau củ, thịt cá, gọi là thịt cá trứng sữa, rồi những người ăn chay thì thường thì chúng ta hay nấu món giả mặn để ăn với mọi người, thì mọi người cũng cắt hết nấu nướng. Như vậy thì chúng ta rất là, cái lưỡi của chúng ta đã quen với những cái vị mà từ nhỏ tới giờ mình ăn rồi, thì chắc chắn là mọi người sẽ khá là thèm ăn đồ mặn đó. Dung hiểu là như vậy bởi vì Dung cũng như vậy đó. Nhưng mà khi mà tự dưng bảo là một ai đó tự dưng cái là thèm muốn ăn đồ ăn thô, muốn ăn chỉ có trái cây không, hoặc là rau củ, trái cây tươi sống, hạt tươi sống mà không ăn đồ ăn mặn, thì là một điều rất là hiếm thấy, mà hầu hết chúng ta đều có cái vấn đề gì đó đến về sức khỏe của mình thì mình mới tìm đến cái phương pháp ăn thô. Cho nên điều này cũng là một cái điều rất là đáng mừng, bởi vì chắc chắn là mình hiểu rằng là tại sao những người bệnh thì mới tìm đến phương pháp ăn thô, tại vì nó phải có một cái gì đấy thì mọi người mới tìm đến. Chứ cũng không có ai nghe nói rằng là khi chúng ta bị những cái bệnh gì đó thì mọi người về cứ tiếp tục ăn thịt, mọi người về cứ tiếp tục ăn hải sản thì bệnh của tình của mình sẽ hết. Thì Dung thì chưa nghe cái đó bao giờ, nhưng mà ăn thô thì Dung đã nghe là trị được rất là nhiều bệnh rồi. Thậm chí không phải là nghe mà cái đó, cái việc ăn thô nó cũng đã điều trị được cái bệnh trào ngược dạ dày của Dung. Và thậm chí là căng thẳng về stress nó cũng đi mất tiêu luôn đó. Cho nên đó là một cái niềm vui và cái động lực cho mọi người đang theo chế độ ăn thô, thì Dung hiểu là như vậy. Và Dung muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện là mọi người cũng bàn tán về, mọi người cũng hay hỏi Dung là vì sao Dung gầy thế, tại sao không mập lên. Và trong một cái bữa ăn thì có một người bạn ở chỗ làm, thì người ta thấy mình ăn thô như vậy, toàn là trái cây không, không có thấy ăn cơm, cũng không có thấy ăn cá thịt gì cả, cũng không thấy ăn đậu hũ luôn. Thì họ về buổi sáng thì Dung cũng ăn trái cây luôn, buổi trưa cũng vậy, thì người ta mới hỏi và kêu rằng là tại sao là mình ăn uống như vậy thì làm sao mà có sức khỏe và cơ thể là gầy. Và có một bạn đấy thì bạn cũng nghiên cứu về y khoa, bạn cũng có những vấn đề về sức khỏe, nói đúng hơn là về đại tràng. Và bạn ấy không biết là, bạn cũng không có thời gian nhiều để mà chia sẻ, nhưng mà bạn ấy nói rằng là bạn ấy đã bị cái vấn đề về đại tràng. Và nhưng mà không phải là ăn như mình đâu, không phải ăn như Dung là ăn trái cây rồi như vậy không là khỏe mạnh đâu. Và bạn ấy ngồi vô tình là bạn ấy tự động thấy mình ăn như vậy và thấy cái cơ thể của mình gầy như vậy, thì họ bắt đầu nói một tràng về những cái kiến thức mà họ đã biết về ăn uống thế này thế kia. Họ cũng biết về enzyme đồ này nọ, nhưng mà họ nói là không phải chỉ ăn trái cây là khỏe đâu, về lâu về dài là nó sẽ bị ảnh hưởng như thế này, cơ thể sẽ bị mất cơ rồi, bị thế này vân vân. Thì Dung ngồi, Dung chỉ lắng nghe và mình khiêm tốn, mình ngồi mình nghe họ nói hết những cái gì mà họ biết,
thì mình trân trọng cái điều đó, bởi vì thực ra thì họ cũng quan tâm đến mình. À, mặc dù là mới biết nhau hoặc là không nhất thiết là chúng ta phải là những người thân ở trong gia đình, nhưng mà họ cũng có cái ý hay, cái ý tốt để muốn giúp mình hoặc là quan tâm đến cái bề ngoài của mình thì người ta mới nói như thế. À, và Dung đã ngồi lắng nghe hết, nhưng mà nếu mà mọi người không có một cái tâm của mình không có vững ấy, thì một cái ý chí vững vàng ấy, thì mọi người bắt đầu sẽ lung lay. Mọi người sẽ bắt đầu lo lắng, bởi vì tại sao ai cũng nói rằng là mình gầy quá, ai cũng nói rằng mình thế này thế kia. Nhưng mà vì Dung biết được rằng là Dung cũng quan tâm đến cái cân nặng của mình chứ, Dung cũng muốn mình tăng cân lên. Nhưng mà trong cái giai đoạn này khi mà chuyển sang ăn thô thì Dung đang tập trung cho cái vấn đề khác ở bên trong, nên Dung cũng sẽ không có chú ý về cái vấn đề bên ngoài nhiều lắm. Và kể cả khi mụn mình nổi lên, mình cũng không có quan tâm nhiều như hồi trước đây. Mình một cái mụn nổi lên là mình cũng thể thấy khó chịu, mình cũng đã tìm cách làm thế nào đó để cho nó xẹp xuống. Còn bây giờ thì mọi thứ là Dung để nó một cách tự nhiên, và Dung chăm sóc ở bên ngoài giống như Dung nói ở video trước, là Dung dùng những cái sản phẩm tự nhiên như thế và mụn nó cũng đi đâu mất tiêu luôn đó. Cho nên cái việc khi mình đang tập trung vào cái bên trong thì cái việc mà nó đào thải, nó tống ra bên ngoài, hoặc là kể cả cơ thể của mình có gầy đi một vài ký thì cũng không có vấn đề gì. Và Dung biết chắc rằng khi mà cái bộ máy ở bên trong nó ổn rồi, nó ổn định rồi, nó sạch sẽ rồi, thì ở bên ngoài nó cũng từ từ sẽ đẹp ra thôi. Đó là cái cách mà Dung nghĩ rằng cái phương pháp ăn thô nó mang lại, đặc biệt là về mọi người, nếu mà mọi người làm về đông y ấy, thì Dung thấy rằng là cái phương pháp mà lựa chọn điều trị bệnh đông y mà phải là chuẩn đông y với mọi người, chứ không phải là đông y bây giờ cũng có những cái nhà thuốc đông y người ta cũng bán những cái sản phẩm cũng không có thật lắm đâu, rồi các cái đồ giả cũng rất là nhiều, nên mình cũng hãy cẩn thận. Nếu mà mình tự tìm hoặc là mình đọc sách thêm về những cái loại rau, các loại thảo mộc, rễ, cây lá nào đó tốt cho cơ thể của mình thì mình tự làm thì tốt nhất. Còn không thì khi mình tìm đến một cái cửa hàng đông y nào đó để điều trị bệnh hoặc là hút thuốc hay gì đó thì mọi người cũng hãy cẩn thận, bởi vì bây giờ thì người ta cũng chú ý về cái vấn đề ai cũng lo cái việc kiếm tiền và lo cho cái bao tử, cái túi tiền của mình, cho nên họ cũng dần dần cũng hy vọng rằng là có những người có cái tâm thực sự gọi là tâm thầy thuốc. Nhưng mà đâu đó thì cũng có những người, cũng rất là nhiều người quan tâm đến cái túi tiền của họ nhiều hơn, nên là họ cũng sẽ làm những cái sản phẩm có thể là chỉ có 20-30% là tự nhiên thật 100% thôi, còn 70-80% còn lại thì đôi khi nó là giả, nên là mình hãy cẩn thận nhé. Nên Dung nghĩ rằng là cái vấn đề cân nặng ấy thì thực sự nó hiện tại đối với Dung thì nó không có quan trọng lắm, bằng cái vấn đề là nó chỉ nằm những cái ở bên ngoài thôi, cái ở bên trong mới thực sự quan trọng đó. Nên Dung cũng không có lo lắng nhiều về vấn đề cân nặng, và Dung nghĩ mọi người cũng hãy yên tâm đi, miễn là mọi người thấy cơ thể của mình nó ổn định này, mình thức dậy với một cái tinh thần rất là sảng khoái, cái dạ dày của mình nó rất là êm nhẹ nhàng, đi đại đại tiện tốt rồi, cảm thấy cơ thể của mình linh hoạt hơn, cái trí não của mình nó phát triển tốt hơn, mắt của mình cảm thấy sáng hơn, mình di chuyển cũng thấy nhẹ nhàng hơn, thì gầy một chút xíu cũng không sao. Còn nếu mà mọi người mà sợ rằng là mình quá gầy ấy, mà đặc biệt là mấy bạn mà quen với cái chế độ ăn là một ngày phải ăn 2, 3, 4 bữa là ăn cơm, hoặc là mọi người không có quen với việc cắt hẳn tinh bột như thế, thì mọi người cố gắng ăn cơm ít nhất là một chén, hai chén trong một ngày cũng được rồi, rồi từ từ sau đấy không có nhất thiết là chúng ta mới lúc đầu phải, không thể nào mà chúng ta cắt hẳn ăn thô 100% như thế, thì cơ thể của mình nó chưa kịp thích nghi, thì khi mà mọi người gầy đột ngột như vậy ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây cái phản cảm. Nếu mà mọi người quan tâm đến cái việc mà người khác đánh giá hoặc là nhìn mình với cái vẻ bề ngoài như thế nào thì mọi người khoan, từ từ hãy chuyển sang ăn thô 100%. Còn nếu mà mọi người cảm thấy không có vấn đề gì thì không sao cả, nhưng mà Dung nghĩ mới bắt đầu ấy thì mọi người cố gắng là giữ cái việc ăn thô khoảng tầm 70, 50-50 thôi, sau đó là 70-80%, và mình ăn một chén cơm, hai chén cơm, hoặc là ăn thêm khoai lang, hoặc là những cái loại củ mà mình hấp lên mình ăn cũng khoai ấy, mình hấp lên mình ăn, thì lúc đấy thì mình sẽ có thể giữ được cái cân nặng của mình để giảm
cái việc mà tụt cân đột ngột như thế thì mọi người sẽ rất là lo lắng, đặc biệt là bố mẹ của mình ở nhà hoặc là chồng vợ người bạn đời của mình. Đấy thì từ từ cho họ thích nghi với cái vẻ bề ngoài của mình từ từ, sau đấy người ta thấy bắt đầu trong cái quá trình ăn uống mình giảm từ từ và mình thấy rằng là cái họ thấy cái năng lượng của mình, dù mình gầy đi một chút xíu nhưng mà cái năng lượng của mình tích cực, mình khỏe mạnh hơn, mình hạnh phúc hơn, mình vui vẻ hơn, thì khi ở bên cạnh mình họ thấy dễ chịu hơn thì họ sẽ bắt đầu hiểu dần dần ra, thì người ta cũng sẽ không có bàn tán về cái vấn đề cân nặng của mình nhiều nữa. Nên Dung nghĩ là mọi người cần phải làm mọi việc một cách từ tốn, chậm thôi, cho cơ thể của mình nó thích nghi từ từ. Thì sự thay đổi đột ngột sẽ làm cho người khác lo lắng, nhưng mà nếu có thời gian mỗi một ngày thì ít thôi thì mọi người sẽ quen dần. Thì khi người ta thấy mình khỏe mạnh, những người xung quanh thấy mình khỏe mạnh thì lúc đấy họ cũng không còn quan tâm đến cái vẻ bề ngoài và cân nặng của mình nữa nhé. Và bây giờ để Dung cho mọi người xem là ngày hôm nay thì cái đồ ăn của Dung thì gồm những cái gì. Đây là một quả dưa hấu, quả này là siêu to đấy mọi người, gần 3 kg. Cái quả này Dung mua bao nhiêu nha? Ba mươi mấy, gần 42.000. Đây, quả này. Dung mua dưa hấu chỉ duy nhất ở một cái chị này thôi, bởi vì dưa hấu của chị là cực kỳ ngon và mua một chục trái là như một chục. Dung thì không tự lựa, để cho chị tự lựa và Dung chỉ trả tiền thôi. Nhưng mà Dung khá là tin tưởng vì gọt ra thì nói chung là nó rất là ngon. Và đây là chuối. Chuối này thì Dung mua đã 3 ngày rồi này, chuối Đà Lạt này mọi người, nhưng mà đúng rồi 3 ngày và nó chín, lúc đầu mua thì nó xanh thôi và dần dần nó chín như thế này. Thì mình cứ ăn từ từ thôi, hôm nay Dung sẽ ăn 2 trái. Dĩ nhiên là cái quả dưa hấu này thì Dung cũng không thể ăn hết trong một ngày hôm nay, bởi vì nó tới gần 3 kg lận thì Dung chỉ ăn một nửa hôm nay thôi. Đó, tiếp theo là 2 quả chanh thì Dung để Dung pha nước Dung uống, uống cùng với lại dưa leo này ấy mọi người. Đấy, Dung cắt ra rồi Dung bỏ vào ly nước Dung uống. Một ngày sẽ 2 ly như thế. Và tiếp theo là thanh long. Thì hiện tại bây giờ thì thanh long của mình Dung thấy rằng là mọi người đổ bán ở bên ngoài khá là nhiều. Và giá thì chỉ tầm khoảng 5.000 một ký thanh long thôi. Nói như vậy thì rất là thấy thương, tội cho những bạn mà ở nước ngoài thì mọi người không rất có rất là ít trái cây Việt Nam để ăn, đặc biệt là trái cây nhiệt đới. Và thanh long hiện tại ở Việt Nam, ở đây của mình thì bán chỉ có 5.000 một ký thôi. Và một ký thì đến 2 trái như thế này, thì hôm qua Dung đã ăn hết 1 trái rồi. Bây giờ còn 1 trái Dung sẽ ăn trong ngày hôm nay. Đó là những gì mà Dung đã ăn trong trong ngày đó. Và Dung sẽ không, hôm nay thì Dung sẽ không có uống nước ép, cũng không có ăn rau salad gì hết, bởi vì nguyên một tuần trước thì Dung cũng ăn khá nhiều rau trộn rồi. Nên là Dung nghĩ hôm nay chỉ thích trái cây nhẹ nhàng như vậy thôi. Đó là cái bữa ăn nguyên một ngày hôm nay của Dung đó mọi người. Và Dung cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe và xem cái clip của Dung, và Dung chúc cho mọi người một ngày thật là vui. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo nhé. Bye.